Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một chủ đề không mới, nhưng được đề cập không ít trong các phương tiện truyền thông, nhất là truyền hình, đó là vấn đề đồng tính. Thời gian gần đây, thì càng có nhiều người công bố giới tính thật của mình ở Việt Nam và trên thế giới. Thế giới chọn ngày 17 tháng 5 hàng năm là ngày quốc tế chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng tính, song tính và chuyển giới. Bộ luật hôn nhân và gia đình sửa đổi có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2015, cho phép người đồng tính được kết hôn. Nhưng trong khoảng 2 điều 8 luật gia đình quy định là không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Vậy họ là ai? Họ có cuộc sống như thế nào? Được biết, cặp đôi đã hẹn hò được khoảng 1 năm. Do Lâm sinh năm 1990 và Tiểu Nãi Bình Nhi sinh năm 1994 tại Hà Bắc, Trung Quốc. Nhiều chàng trai đã chết đuối đời trước vẻ lạnh lùng, đầy khí chất của Do Lâm và vẻ ngây thơ, trong sáng của Bình Nhi. Edison Fan và George Taylor. Họ đã cưới nhau từ năm 2012. Tại lễ cưới của mình, Edison Fan đã nói: "Trước kia, tôi không hề chọn mình đồng tính, nhưng khi gặp anh ấy, tôi chấp nhận mình đồng tính." Đây là ngôi sao truyền hình của Mỹ Ellen DeGeneres và diễn viên người Úc Portia de Rossi đã tổ chức hôn lễ tại nhà của họ ở Los Angeles vào đêm 17 tháng 8 năm 2008. Đây là Trish Hodger và Sean Eric. Trish Hodger là một trong những người đồng sáng lập Facebook. Bạn trai của anh là Sean Eric, một cố vấn cấp cao và là giám đốc chính trị của tổ chức phi lợi nhuận Freedom to Marry. Năm 2011, Hodger và Eric tuyên bố đính hôn. Tại Việt Nam, nhà thiết kế Andre Anh Tuấn và Sơn Đoàn đã có một lễ cưới rất hạnh phúc. Có thể nói, Andre Anh Tuấn là một trong số ít người nổi tiếng tại Việt Nam tỏ ra thẳng thắn về chuyện giới tính. Anh không thông qua báo chí hay có bất kỳ phát ngôn gì về đời thực trước đám cưới, còn Sơn Đoàn đã có một khoảng thời gian tâm sự với mẹ để có được cái nhìn thấu đáo và chia sẻ từ người thân yêu của mình. Ngoài ra còn có cặp đôi Tăng Ái Linh và Phạm Thị Thanh Phương. Sau bao ngăn trở của gia đình, họ cũng đã đến được với nhau. Vậy còn xã hội, họ nói gì? Đây là triển lãm những ngăn tủ về cộng đồng thế giới thứ ba. Đây là ngăn tủ thiệp mời dự lễ tuyên hôn của một người giấu tên. Chúng tôi đã sống với nhau gần 20 năm nhưng không đủ dũng cảm để tổ chức một lễ cưới như hai người bạn này. Các bạn ấy gửi giấy mời chúng tôi đến dự lễ tuyên hôn của họ. Tuyên hôn chứ không phải kết hôn. Tuyên là tuyên bố, nó rất mạnh mẽ. Tôi thích cái từ ấy. Chính vì vậy mà tôi giữ tấm thiệp này 10 năm rồi. Cuộc vận động 1 triệu chữ ký ủng hộ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính và chống kỳ thị người đồng tính. Và sự kiện thức tỉnh đón cầu vồng. Những vị lãnh đạo tối cao cũng đã lên tiếng ủng hộ thế giới thứ ba. Ngày 30 tháng 5, lúc này tôi, Barack Obama, được hiến pháp và luật pháp liên bang trao cho những quyền chính đáng nhất, đứng đây để tuyên bố rằng tháng 6 năm 2014 sẽ là tháng tự hào đồng tính, song tính và chuyển giới. Đây là vị tổng thống đầu tiên ủng hộ người đồng giới. Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và con gái Chelsea lên sân khấu nhận giải thưởng Jane Award tại Glad cho sự ủng hộ của ông với cộng đồng thế giới thứ ba. Sự kiện I Do, Tôi Đồng Ý là một chiến dịch do cộng đồng thế giới thứ ba Việt Nam tập trung vận động việc giữ lại điều 16 trong dự thảo luật hôn nhân và gia đình về quy định chung sống giữa hai người cùng giới tính. Thế giới đang ủng hộ hôn nhân đồng tính. Có những cuộc biểu tình tại Paris, Canada, Hà Nội. Họ đã cống hiến nhiều cho đất nước, sao đất nước không cho họ được yêu? Dù bạn hỏi tôi bao nhiêu lần nữa, tôi vẫn sẽ trả lời, tôi đồng ý.